Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, chiều nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các thành viên đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tiếp xúc cử tri huyện Văn Giang. Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên, Đỗ Tiến sĩ, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam. Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng đông đảo cử tri huyện Văn Giang. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đào Hồng Vận thông báo với cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15, kết quả giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15. Theo đó, kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15 dự kiến khai mạc ngày 21 tháng 10, bế mạc ngày 30 tháng 11. Nội dung kỳ họp sẽ xem xét thông qua 16 luật, 2 nghị quyết, cho ý kiến 12 dự án luật, xem xét quyết định các vấn đề về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và một số vấn đề quan trọng khác. Về kết quả giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội trước và sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã tổng hợp và gửi 29 ý kiến kiến nghị của cử tri đến Quốc hội, Chính phủ và một số bộ ngành trung ương để trả lời, giải quyết theo thẩm quyền. Đến nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã nhận được 18 văn bản của các bộ ngành trung ương trả lời 26 trên 29 kiến nghị cử tri. Cử tri huyện Văn Giang kiến nghị thời gian qua, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đạt được kết quả rất quan trọng, góp phần ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng tiêu cực, củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực cũng còn tồn tại hạn chế. Việc hoàn thiện thể chế, cơ chế để cán bộ không thể tham nhũng, không dám tham nhũng, không cần tham nhũng, không muốn tham nhũng, tức là phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng chưa hiệu quả. Cử tri đề nghị các cấp quan tâm đến vùng phát triển kinh tế khu vực ven sông Hồng nói chung và làng nghề hoa cây cảnh xã Phụng Công nói riêng, đánh giá hiện trạng đê bối bảo vệ khu sản xuất của các xã ven sông Hồng, có quy định hướng dẫn cụ thể về việc xử lý ứng phó với sự cố thiên tai liên huyện, liên vùng giáp danh, bảo đảm ứng phó kịp thời khi có thiên tai sự cố xảy ra. Đề nghị xây dựng trạm bơm dã chiến cho hai xã Phụng Công và Xuân Quan tại khu vực giáp xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội để kịp thời bơm nước khi mưa lũ xảy ra, có chính sách hỗ trợ các loại cây trồng chưa có trong quy định của Nghị định số 02 ngày 9 tháng 1 năm 2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Công tác quy hoạch phát triển đô thị, quản lý đô thị, cơ chế phối hợp giữa chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng và chủ đầu tư dự án khu đô thị mới, về quản lý trật tự xây dựng và quản lý hành chính tại các khu đô thị mới trên địa bàn huyện Văn Giang, vị trí chức danh và mức phụ cấp cho cán bộ văn phòng của cấp ủy cấp xã. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn những tình cảm của cử tri và bà con nhân dân đã dành cho mình trên cương vị công tác mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh các ý kiến của cử tri rất sâu sát, đề cập đến những vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội và phù hợp với những nội dung đang được Đảng, Nhà nước tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri, tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền của Trung ương tiếp thu, trả lời theo quy định. Khái quát về tình hình đất nước trong thời gian vừa qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, mặc dù vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng công cuộc phát triển đất nước cũng đạt được nhiều thành tích tốt đẹp và toàn diện trong tất cả các mặt, đảm bảo quốc phòng và an ninh, hoạt động đối ngoại được duy trì tốt, nâng cao vị thế uy tín của đất nước với quốc tế, kinh tế xã hội trong nước ổn định, các chỉ tiêu về kinh tế nhìn chung phát triển với tốc độ tốt, sát với yêu cầu chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế đã đặt ra. Tổng Bí thư Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của huyện Văn Giang nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2024. Đồng thời, hy vọng các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra, thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống, tinh thần, vật chất cho các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy tăng trưởng trên mọi lĩnh vực, cùng cả nước thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
tranh phòng chống tham nhũng, chúng ta cũng đã phát động, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã phát động, đã có nhiều các cái giải pháp, những biện pháp làm và cũng đã đạt được một số những cái kết quả. Đấy, như các đồng chí đánh giá là lấy lại lòng tin cử tri của quần chúng nhân dân đối với Đảng, làm cho bộ máy của Đảng trong sạch hơn, làm cho các cái việc thực hiện các cái chỉ tiêu kinh tế xã hội được tốt hơn, đến những việc như vậy. Đấy là cái hiệu quả. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta thấy là cái công tác phòng chống tham nhũng luôn là vấn đề cần phải được quan tâm sát sao. Mà các cái hoạt động phòng chống tham nhũng này nó không phải chỉ có ở trung ương, mà cũng đã nhiều lần nó nói nó ở ngay sát với chúng ta này, nó ngay bên cạnh chúng ta này. Đấy, nếu là đảng viên phải coi là cái việc đó là việc hàng ngày của từng chi bộ, từng đảng viên mà. Không ai là không có, có trách nhiệm vào cái việc này, chứ không phải chỉ là công việc của ban chỉ đạo phòng chống tiêu cực tham nhũng trung ương hoặc là ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh. Đấy, mọi người dân ở đây đều có trách nhiệm, đều phải có cái đóng góp của cái việc này. Đấy, thì kiểm điểm phải ngay ở chi bộ ấy, xem ở trong chi bộ mình có vấn đề này không, đảng viên có vấn đề này không. Nếu mà chi bộ nào cũng làm tốt thì không thể có tham nhũng được. Tại sao lại cứ phải để các cơ quan chuyên môn người ta vào, người ta đấu tranh, người ta phát hiện thì bắt đầu mới ra, mới lôi được ra ánh sáng vào cái việc đó. Tức là cái công tác của mình từ cơ sở là có vấn đề, cái sự giác ngộ đó là có vấn đề. Đấy, mọi người đều có trách nhiệm vào vấn đề đó. Tôi cho rằng công tác phòng chống tham nhũng chúng ta sẽ đạt được hiệu quả cao hơn. Không thể có tham ô tham nhũng tập thể được. Không thể có cả tập thể ban thường vụ phải bị kỷ luật được. Không thể có cả một cái đảng ủy bị kỷ luật được. Không thể có người đứng đầu mà phải làm được những việc đó. Nếu chúng ta chăm lo tốt về cái khâu công tác này, đảng viên tự nguyện làm theo đúng nguyên tắc điều lệ của Đảng, kiểm điểm định kỳ thường xuyên, rà soát, tự soi tự sửa và những cái việc như vậy. Đảng viên hỗ trợ lẫn nhau, đấu tranh với nhau, phát hiện ra những cái việc mà không đúng nguyên tắc, không đúng quy định. Những cái việc đó không thể để cho cái tham nhũng nó phát triển như vậy. Thế rồi công tác này cũng phải quán triệt đến từng đảng viên, tăng cường sự giám sát của cán bộ đảng viên, của cử tri nhân dân để tiếp tục nâng cao hiệu quả của công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Và gần đây tôi nói là cả lãng phí nữa. Đấy, phí cũng là ghê gớm, không kém gì về cái tham nhũng tiêu cực. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tặng 50 bộ máy tính cho huyện Văn Giang. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cùng lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm tặng quà thương binh Nguyễn Văn Thân và gia đình bà Đinh Thị Ngân, hộ thoát nghèo ở xã Long Hưng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước ân cần hỏi thăm sức khỏe, hoàn cảnh gia đình và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp công hiến của người có công và thân nhân người có công với cách mạng đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước, đồng thời yêu cầu cấp ủy chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Nội dung chi tiết buổi tiếp xúc cử tri và phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin trong các bản tin thời sự sau.